Thuốc điều trị mụn da liễu nha. Thứ nhất là Agnotin 10 hoặc là 20. Uống gì? Sáng một viên thôi. Sau ăn 5 ngày đầu uống có hiện tượng gì? Mệt. Mệt trước đã. Uống Agnotin vô là chắc chắn là mệt rồi. Đúng chưa? Bạn nào mà từng uống Agnotin sẽ biết 5 ngày đầu đầu óc quay cuồng luôn. Rất là mệt. Có những bạn đề kháng tốt, thể lực tốt thì sẽ gì? Sẽ không bị. Còn những bạn mà yếu yếu là uống vô sẽ bị gì? Bị mệt. Hiện tượng tiếp theo là cái gì? Thấy da bắt đầu sao? Khô, môi bắt đầu nứt, đúng chưa? Ủa, cũng uống quá trời rồi đó, đúng không? Đi da liễu là chỉ có Agnotin thôi. Da liễu chỉ có hai viên trị mụn thôi. Một là Doxycycline, hai là Agnotin. Chỉ kê hai viên này thôi, đúng chưa? Agnotin thì các bạn uống vào, mục đích của nó là để làm gì? Thu nhỏ tuyến bã nhờn. Đây là nguyên nhân đầu tiên, đúng không? Uống vào để gì? Thu nhỏ tuyến bã nhờn. Nên là các bạn uống viên này thì các bạn sao thấy không có nhờn, đúng không? Thì ngưng uống thì nó nhờn lại thôi. Uống vào thì chúng ta thấy không có nhờn, có phải là đây là để điều trị nguyên nhân đầu tiên không? Đây là ba nguyên nhân chính. Người ta sẽ dùng viên uống, thuốc uống để người ta điều trị gì? Ba nguyên nhân chính. Đầu tiên là tăng tiết bã nhờn. Tiếp theo là gì? Sừng hóa cổ năng long. Thì người ta cho các bạn bôi cái gì? Sừng hóa, tức là cái cổ năng long của mình nó bị dày sừng, bị thu hẹp lại. Người ta cho các bạn bôi gì? Retinoin nè, retinol nè, chitin gel nè, mấy cái tuyết mà gel trong trong bôi lên nó sao? Rác rác, khô khô, xong rồi một hồi nó đóng gì? Nó đóng vảy trên da, giống như là bôi hồ lên xong rồi lột ra. Cai bôi thuốc điều trị mụn chưa? Retinol, retinol đó. Các bạn bôi lên, mục đích người ta cho bôi lên là để làm gì? Làm mỏng lớp sừng đi. Để sao? Làm cho cái năng long của mình nó được gì? Được thông thoáng. Đây là khi đi da liễu sẽ được kê. Một, Agnotin. Hai, là thuốc bôi, retinol hoặc là tretinol. Cái nào mà thuốc mà màu trắng, đục đục, sữa thì chắc chắn là corticoid rồi. Còn những cái thuốc nào mà trong suốt, gel trong suốt, thoa lên mát mát, xong rồi là một hồi nó rát rát, rồi nó sẽ gì? Khô cái thuốc đó lại trên da, thì nó là retinol hoặc là tretinol. Còn những cái thuốc mà người ta dùng nó có màu đục đục như sữa là chắc chắn là corticoid. Được chưa? Da liễu chỉ kê như vậy thôi. Rồi, vi khuẩn Pyrenees thì người ta sẽ cho các bạn uống thêm gì? Một số loại kháng sinh để là gì? Diệt khuẩn. Đây là một cái toa thuốc cơ bản của da liễu. Còn người nào mà không có tiền thì người ta sẽ kê thuốc thấp hơn là gì? Doxycycline, uống nguyên một tháng. Doxy 100, sáng một viên, chiều một viên, sáng một viên, chiều một viên, ngày nào cũng như nhau thôi. Thì chỉ có hai cái viên này là để điều trị mụn thôi. Đây là phác đồ của Bộ Y tế rồi. Bác sĩ nào cũng phải kê như vậy, kê khác cũng được. Nó sẽ bám vào ba nguyên nhân chính. Đầu tiên là tăng tiết bã nhờn thì chúng ta phải sao? Điều tiết giảm lượng bã nhờn trên da, đúng chưa? Sừng hóa cổ năng long thì chúng ta làm gì? Giúp cho nó gì? Thông thoáng năng long. Vi khuẩn thì chúng ta làm gì? Diệt khuẩn. Được chưa? Mụn là một loại bệnh lý có nguyên nhân rõ ràng, có phác đồ điều trị rõ ràng. Hết 100% không? Không hết vĩnh viễn, nhưng mà tất nhiên là hết 100% rồi, đúng không? Ít nhất là lần này nó hết. Rồi, vậy thì theo các bạn là mụn có hết vĩnh viễn hay không? Có không? Vậy thì tại sao nó không hết? Bây giờ ba nguyên nhân, bây giờ tôi điều trị hết ba nguyên nhân rồi, tại sao nó lại tái phát? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các nguyên nhân khác. Đây là ba nguyên nhân chính nha. Tức là đảm bảo điều trị được ba nguyên nhân này thì các bạn thành công 100%. Nếu như các bạn làm được ba, bám sát vào ba nguyên nhân này, điều trị theo ba nguyên nhân này thì chắc chắn là 100% gì? Khỏi bệnh. Nhưng mà vì sao nó lại quay lại? Thứ nhất, sau khi chúng ta khỏi bệnh rồi, chúng ta hết mụn rồi, đầu tiên là do môi trường. Do môi trường các bạn sống và môi trường các bạn làm việc, đúng không? Ví dụ như là bạn sống ở một cái nơi có nguồn nước sạch thì chắc chắn là da của các bạn sao? Đẹp.
các bạn sống ở những nơi có nguồn nước bị gì? Bị ô nhiễm, thì da của các bạn sao? Xấu, đúng chưa? Không khí cũng vậy. Các bạn ở Sài Gòn, lâu lâu các bạn sẽ thấy những cái ngày da mình cực kỳ xấu, tự nhiên nó lên mụn là do gì? Không khí bị ô nhiễm, đúng chưa? Da của chúng ta hôm trước đang đẹp, hôm sau sao? Tự nhiên xấu. Rồi, thứ hai, các bạn để ý nè, chúng ta làm việc trong ngành gì, ngành làm đẹp, chúng ta có tiếp xúc nhiều với hóa chất không? Những bạn nào làm tiệm tóc á, làm da rất là dễ bị gì? Bị xấu. Tiệm nail, tiệm tóc, đúng không? Thường là những người đó da sẽ bị gì? Dễ bị khô và dễ bị lên mụn. Do cái gì? Cồn trong hóa chất. Hoặc là những người làm việc ở môi trường gì? Bếp. Để mấy người làm bếp đi, có da ai đẹp không? Mấy người bếp chính á, da không nám thì mụn, không mụn thì nám, đúng chưa? Chắc chắn một trong hai cái phải dính, đó là do môi trường. Ví dụ như một người bị mụn rất nhiều, họ tới họ điều trị xong, tự nhiên một tháng sau họ bị mụn lại, họ nói với mình là em không có xài gì hết luôn á, mà tại sao bị mụn lại? Cuối cùng tìm hiểu mới biết là gì, tháng này, nguyên một tháng này em đi công trình, em đi coi nhà, em đi coi sửa nhà, thì đó là nguyên nhân do gì các bạn? Do môi trường ha. Nên là mình sẽ tìm hiểu từng nguyên nhân để mình biết là vì sao khách hàng của mình bị tái phát. Thứ nhất là do môi trường sống và môi trường làm việc. Tiếp theo do cái gì? Do cái gì nào? À, khí hậu thời tiết. Bạn đang ở khí hậu nóng, đột nhiên bạn đi ra ngoài Bắc, hoặc là đột nhiên bạn đi sang bên châu Âu, thì lập tức da của các bạn sao? Nó sẽ có phản ứng vì sao? Vì thay đổi độ pH đột ngột, đúng chưa? Đây là do cái gì? Khí hậu thời tiết. Khách hàng của mình nói là gì? Chị đang đẹp, nhưng mà chị môi trường làm việc của chị rất là tốt, chị làm việc mới lạnh văn phòng. Thì mình sẽ hỏi khách tiếp theo là gì? Chị có vừa đi công tác về hay không? Có những người họ nói gì? Chị vừa ở châu Âu về, chị vừa ở Hà Nội về, chị vừa đi đây đi kia về. Thì mình sẽ giải thích là sao? À, đây là do chị gì? Thay đổi môi trường, thì nó lên một vài cái mụn thôi, không sao. Vài hôm nó sẽ gì? Tự hết. Rồi, nguyên nhân tiếp theo do cái gì? Chế độ sinh hoạt, đúng không? Chế độ sinh hoạt. Chị không có đi đâu hết, chị làm việc trong văn phòng. Thì mình sẽ hỏi câu tiếp theo là gì? Chị có gì? Thức khuya hay không? Và nhìn vào con mắt, đúng không? Chứ hỏi chị có thức khuya hay không thì họ đâu biết mấy giờ là khuya đâu. 3 giờ chị ngủ, 2 giờ ngày hôm sau chị dậy mà đâu có thức khuya đâu, đúng không? Chị ngủ đủ mà em, đúng chưa? Đó không có được tính là ngủ đủ ha, đó là quá hại luôn. Đi ngủ đúng giờ, ngủ trước 1 giờ, ăn mà ngủ sau 1 giờ thì sẽ rất là hại. Rồi, hoặc là những người bị gì? Stress. Em ơi, chị đi ngủ rất sớm, chị làm việc trong văn phòng, và chị có chế độ sinh hoạt sao? Lành mạnh. Nhưng mà dạo gần đây chồng chị sao ổng có bồ, đúng không? Quá stress luôn. Rồi, thì nó sẽ gì? Lên mụn. Và một lát nữa tôi sẽ phân loại cho các bạn là mụn ở vùng nào, vùng nào, vùng nào, để các bạn biết luôn, khỏi phải hỏi thắc. Rồi, tiếp theo do cái gì nữa? Stress nè, chế độ sinh hoạt nè, ngủ thức khuya nè, môi trường làm việc nè, gì nữa? À, chế độ dinh dưỡng, tức là gì? Ăn uống, đúng chưa? Ăn uống. Em ơi, chị đi ngủ rất sớm, chị rất yêu đời, chị ăn nhiều lắm, đặc biệt là chị ăn cái gì? Chị ăn đồ cay, chị ăn mì gói, chị uống nhiều sữa, chị ăn nhiều kim chi, dưa muối, cà muối, chị uống một ngày 2 lít nước đậu đen, đúng chưa? Chị uống một ngày 2 lít nước đậu đen nè, rồi chị uống nấm này, nấm kia, nấm đủ kiểu luôn, đúng chưa? Thì nó sẽ là một nguyên nhân gây tái phát trở lại. Nguyên nhân tiếp theo, thuốc uống, đúng không? Em ơi, chị là người sao ăn uống lành mạnh, khoa học, chị sinh hoạt khoa học, chị cái gì cũng khoa học hết á. Nhưng mà chị uống cái gì? Chị uống thuốc giảm cân, chị uống thuốc mọc tóc, chị uống thuốc ngừa thai, chị uống thuốc điều trị gì? Đau khớp, đau dạ dày, chị uống collagen, đúng chưa? Chị uống viên này viên kia, viên cấp nước,
viên căng bóng, đúng chưa? Rồi, một nguyên nhân nha. Tiếp, nguyên nhân gì nữa? Chị không xài gì đâu em. Chị không dùng gì hết. Nguyên nhân gì? Do mỹ phẩm. Chị không dùng gì hết, chị chỉ gì? Đắp mật ong, đắp nghệ, đắp dưa leo, đắp nha đam. Đúng không? Rồi, một bạn cho biết là vì sao là khách của mình lại không dùng được những cái này. Nha đam, là nghệ, mật ong, là trái cây, là bí đỏ, sữa tươi nè. Tại sao nó là nguyên liệu thiên nhiên mà chúng ta lại không cho dùng? Nào, các bạn cũ đâu rồi? Đâu rồi ta? Quỳnh Anh đâu? Rồi,